Đang xin chào các bạn. Sau đây đang xin giới thiệu loại phụ kiện câu cá này. Đây là kim siêu linh. Dùng để mắc đây, xiên mồi đây, xiên con ốc và giun xiên dài ở đây, rồi miếng gan miếng thịt các bạn xiên đây các bạn móc vào, dùng câu đơn câu xiên vào linh câu lục cũng là nó dùng này, kim siêu linh. Tiếp đến là đây là khóa chạy phao, khóa xích của Fuji sản xuất. Size L. Đường kính là 3 mm. Các bạn xem. Có đá đây các bạn nhé, đá này chạy cước thì nó sẽ tản nhiệt tốt, nó không tạo ma sát nhiều thì cước đỡ sờn, đỡ cong và đỡ xoăn. Thông số của nó là khóa chạy phao thường dùng để câu lục đây. Đấy. Đến là đây cũng khóa chạy phao, khóa thường thôi. Đấy. Đấy. Khóa này thì không có sứ nên là cũng chạy chỗ này mình mắc vào cước nên chạy ra nó cũng thể dây sờn cước, hoặc là bạn nào đắp lực đột ngột nhiều nó sẽ bị sờn cước hoặc là nó quăn cước, cũng là nguyên nhân làm xoăn cước này. Nhưng mà cước nó không chịu xoăn tốt thì nó cũng sẽ gây đến xoăn cước. Đây cũng là khóa chạy phao dùng câu lục hoặc là bạn dùng khóa linh cũng được, chẳng vấn đề gì. Tiếp đến là chuông báo cá dùng câu lăng xê kẹp vào đầu cần. Cái lỗ này có tác dụng các bạn cắm đèn bè, đèn hình quang, đèn hộ quang là cũng là nó, cắm vào cái này để đêm các bạn câu lăng xê chuông không báo thì các bạn cắm đèn vào thì nó vẫn nhìn rõ que bè này. Số 8 bạn dùng cho câu cá chuối này, cá lóc, câu ngoé, câu mồi già cũng được. Lăng xê để các bạn về buộc này, nào chế về dùng để buộc tay đây. Một con xe này, pin bạn pin dùng cho bạn câu đêm, dùng câu lục câu đơn câu đêm
Vừa rồi Hải đang giới thiệu các bạn phụ kiện dùng cho câu. Hải đang Fishing xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải đang Fishing.